Yến Dương Xuân tập 39. Mã gia, ngọn gió nào đưa ngài tới đây vậy? Mời ngồi. Hội trưởng Đường, khỏe không? Lần này ta đến đây để làm ăn với ông. Nào dám chứ? Mã gia có gì căn dặn cứ nói, để tiểu nhân làm là được rồi. Dựa theo yêu cầu, làm một lô quần áo trẻ em giống nhau, mang đến phủ cho ta. Giá cả tuyệt đối sẽ không bạc đãi ông. Mã gia, sao tự nhiên lại buôn bán quần áo trẻ con vậy? Việc làm của ta từ khi nào đến lượt ông chỉ huy vậy? Dần, tiểu nhân nhiều chuyện, việc của ngài cứ giao cho tôi, ngài yên tâm. Ta bảo này, hội trưởng Đường, ông lăn lộn trên chốn thương trường ngần ấy năm, có một đạo lý ông cũng phải hiểu, đó chính là kẻ thức thời mới là người tài giỏi. Bây giờ cả Thạch Môn đều là thiên hạ của Hoàng quân Nhật Bản. Chỉ cần chúng ta toàn tâm toàn ý phục vụ Hoàng quân thật tốt, như vậy mới không chịu thiệt. Mã gia, ngài dạy phải lắm. Cha, ăn cơm thôi. Sao chẳng có phép tắc gì cả? Mã gia đang ở đây, tiểu nữ không hiểu chuyện, ngài đừng để ý nha. Chào Mã gia. Không sao. Hội trưởng Đường, ta thật không ngờ ông còn có một cô con gái như hoa như ngọc thế này. Hội trưởng Đường thật có phúc. Đâu có, đâu có. Tốt quá rồi, có chiếc máy điện báo này, chúng ta có thể liên lạc với quê nhà bất kỳ lúc nào. Tôi xin thay mặt tổ chức cảm ơn Yến Nữ Hiệp, nhờ hai người chuyển lời giúp. Chiếc máy điện báo này cô tôi đã cất giấu nhiều năm, chính là để đến một ngày có thể phát huy tác dụng tốt cho cách mạng. Bây giờ nguyện vọng của cô cuối cùng cũng thành hiện thực rồi. Đúng vậy, mẹ tôi nói có thể giúp được cho tổ chức là trong lòng phấn khởi lắm. Mẹ còn nói chỉ cần là việc có thể kháng Nhật, giúp đỡ được dân chúng thì mẹ đều sẵn lòng. Bây giờ chúng ta phải đoàn kết tất cả các lực lượng có thể đoàn kết, nhất là những nhân sĩ yêu nước như Yến Nữ Hiệp, chính là thành phần cần chúng ta đoàn kết. Sau này có việc gì có thể bàn bạc thêm với Yến Nữ Hiệp. Được rồi, những việc cần bàn giao về cơ bản tôi đã bàn giao tạm ổn rồi. Sau này công việc tình báo ở Thạch Môn giao cho hai vị. À đúng rồi, còn căn nhà này, nó là một trạm tình báo vô cùng quan trọng của đảng ta ở Thạch Môn. Mong hai người hãy bảo vệ nó cẩn thận. Yên tâm đi, tôi và Đăng Đăng nhất định sẽ cố gắng hết sức. Tôi công tác ở Thạch Môn ngần ấy năm, bây giờ đột nhiên không làm nữa, trong lòng thật có chút lưu luyến, nhưng cũng chẳng còn cách nào. Dù gì ngoài đường cũng có quá nhiều người quen biết tôi. Để tránh bại lộ, tổ chức đành phải điều chuyển tôi đến nơi khác làm việc. Hy vọng đến một ngày chúng ta có thể đánh đuổi được tiểu quỷ tử, tôi vẫn có thể trở về Thạch Môn tụ tập với các chiến hữu cũ. Nhất định sẽ có ngày đó. Được rồi, không còn sớm nữa, tôi đi đây. Mọi người nghe tôi nói, mọi người về nhà đi, mau về nhà đi. Có tin tức gì chúng tôi sẽ báo sao? Mời về cho. Về đi, về đi, về đi. Có chuyện gì vậy? Qua xem sao. Mọi người đừng ở đây nữa, có tin tức chúng tôi sẽ thông báo. Các vị ở đây cũng vô ích thôi. Về đi, tất cả đều về đi. Quay về để tin tức. 3 ngày rồi không có chút tin tức nào. Nếu không tìm được thì vậy sao tôi biết sống sao đây? Đại thúc, xảy ra chuyện gì vậy? Hai người không biết à? Gần đây có rất nhiều trẻ nhỏ bị mất tích vô duyên vô cớ. Mọi người đều đến đây báo án, dầu trực từ sáng đến tối đợi tin, nhưng đến nay vẫn không có chút tin tức nào. Trẻ nhỏ mất tích có phải là bị bọn buôn người bắt đi không? Lúc đầu chúng tôi cũng nghi ngờ là vậy, nhưng không có chút manh mối nào. Vả lại nếu là bắt cóc thật thì sao hắn có thể bắt một lúc nhiều như vậy được? Cái tên đáng chết này, chuyện mất nhân tính như vậy mà cũng làm được. Còn cái có bao nhiêu gia đình thế này, thật là thất đức quá, thất đức quá. Về đi, về đi,
về đợi tin tức của chúng tôi. Thằng tử, cứu cháu với. Chú Thím ơi, ban nãy có người muốn bắt cháu. Ai muốn bắt cháu? Có chuyện gì? Lúc nãy có người bắt cháu, may mà cháu chạy nhanh nên thoát được. Những người đó mặt mũi thế nào? Cháu chạy vội quá không nhìn rõ. Giữa ban ngày ban mặt, thật là to gan. Chú Thím ơi, cháu sợ lắm. Đừng sợ, đừng sợ. Thằng tử, Thím ở đây. Trận Nhi, hay là anh đưa cậu bé về nhà trước đi. Được, thằng tử, đợt này bên ngoài hơi loạn, đừng ra ngoài bán báo nữa. Cảm ơn Thím. Vậy anh đưa thằng bé về đây, đưa bé về đi. Mẹ. Đằng Đằng. Mẹ, con về rồi à? Trần Nhi đâu? Anh ấy có chút việc đột xuất, sẽ về sau ạ? Các con bàn giao công việc với tổ chức xong xuôi rồi chứ? Bàn giao xong rồi ạ? Mẹ, lần này mẹ đã đóng góp công lao rất lớn cho tổ chức của chúng ta đấy. Tổ chức cảm ơn mẹ rất nhiều. Ơn huệ gì chứ? Chiếc máy điện báo đó vốn là đồ của tổ chức mà. Mẹ chẳng qua là chỉ trả nó về chủ cũ thôi. Đằng Đằng, lần này gánh nặng trên vai các con không nhỏ đâu. Sau này tuyệt đối phải thận trọng. Mẹ, mẹ yên tâm, tụi con đều biết mà. Có việc gì cần đến mẹ, con đừng lo. Mẹ tuyệt đối không nuốt lời. Vâng. Mẹ, vậy mẹ nghỉ đi, con ra ngoài đây. Lũ khốn kiếp này, không ngờ lại làm chuyện khốn nạn như vậy. Cảnh sát không điều tra ra thì chúng ta phải điều tra. Bây giờ ta sẽ đi phái người. Thúc đừng vội kích động, bình tĩnh lại đã. Thúc oan oan như vậy, không sợ Dương Xuân nghe thấy à? Kho bãi Hằng Bắc chúng ta đông đảo quân đệ, chắc chắn sẽ tìm ra manh mối nhanh thôi. Ông cứ đợi tin đi. Đúng đấy ông nội, tụi con sẽ cực lực tìm kiếm. Vậy thì tốt. Có chuyện như vậy sao? Gia Nhạn, Phùng Gia Thụy là cục trưởng cục cảnh sát, cô ấy chắc chắn là biết chuyện này. Có thể phiền em nghe ngóng từ cậu ấy xem vụ án này tiến triển đến bước đường nào rồi không? Dừng, tối nay em sẽ hỏi cậu ấy luôn. Vì cảm ơn em nhiều lắm. Khách khí gì chứ, chuyện này em nghe còn nóng lòng. Nói gì đến cha mẹ của những đứa trẻ đó. Đúng rồi chị Đan, sức khỏe của dì Yến mấy nay hồi phục thế nào rồi? Mẹ uống thuốc của em kê xong khá lên nhiều rồi, nhưng vẫn còn hơi yếu. Nhớ dặn dì ấy chịu khó nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, uống thuốc đúng giờ, tuyệt đối đừng lo nghĩ nhiều. Chị biết, bây giờ trong thành sẽ ra chuyện lớn như vậy cũng chẳng dám nói cho mẹ biết. Thực là làm khó mọi người quá. Yên tâm đi, hễ có tin tức em sẽ báo chị ngay. Vậy thì tốt quá. Chị, chuyện mà chị nói em đã biết từ lâu. Cục cảnh sát bọn em vẫn đang điều tra, nhưng đến hiện tại vẫn không có chút manh mối nào. Đã điều tra lâu như vậy rồi, sao lại chẳng có tiến triển gì? Ai mà biết được. Nhưng bọn em đã cố gắng hết sức rồi, đành chịu thôi. Có phải là người điều tra vụ án không đủ nghiêm túc không? Gia Thụy, em đốc thúc họ đi. Vụ án này mà không phá được thì cha mẹ của những đứa trẻ đó sẽ đau lòng lắm. Dân, em biết rồi, chị yên tâm đi. Cục trưởng, về vụ án mất tích trẻ em, cho đến nay chúng ta vẫn chưa tìm được bất cứ manh mối nào. Các cậu đúng là đồ ăn hại, từ sáng đến tối chỉ có ăn và chờ chết. Nếu những đứa trẻ đó là con cái nhà các cậu thì các cậu còn ăn no ngủ kỹ được nữa không? Cục trưởng, tôi cảm thấy vụ án này rất kỳ lạ. Ngài nghĩ xem, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã có rất nhiều trẻ con mất tích như vậy. Đây chắc chắn không phải là một vụ án bình thường. Ngài nghĩ xem, ta nghĩ cái gì? Tôi cảm thấy chuyện này 8 phần là có liên quan đến người Nhật. Chuyện này nếu đúng là có liên quan đến người Nhật thật thì sẽ khó làm hơn nhiều.
Đại tá Asamoto vừa tìm được ba trai ba gái. Nhưng ngài yên tâm, đứa nào cũng thông minh lanh lợi. Đợi tôi tập hợp đủ 10 đứa, tôi sẽ đưa đến cho Hoàng quân Nhật Bản. Được, làm tốt lắm. Vất vả rồi, Bhutan. Không vất vả, không vất vả. Được phục vụ đại tá Asamoto là vinh hạnh của tôi. Lũ quỷ con, đừng sợ. Chỉ cần các ngươi nghe lời, Hoàng quân sẽ không bạc đãi các ngươi. Các cháu, mau cảm ơn Hoàng quân đi. Nói đi chứ. Được rồi, chúng ta về thôi. Rõ. Bhutan. Dạ. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ, ngươi sẽ không lo thiệt đâu. Nhất định phải giữ bí mật, tuyệt đối không được để lộ ra chút tin tức nào. Ngài yên tâm. Dạ. Dạ. Những người này còn phải... Cái gì vậy? Bắt lại mau. Ngươi, ngươi lén lại lén lút ở đây làm gì? Dẫn nó về thẩm vấn. Rõ. Cục trưởng, tôi vừa nghe được một thông tin, khả năng có liên quan đến vụ mất tích trẻ em gần đây, nên liền vội tới báo ngài. Tin gì? Hôm nay tôi đến nhà cậu tôi, phát hiện ông ấy là một lô quần áo trẻ em mang đến phủ Mã Bưu. Mã Bưu? Mã Bưu cần số quần áo trẻ em này để làm gì? Việc này thì cậu tôi không biết. Chỉ biết là ông ấy làm 30 bộ quần áo trẻ em, kích cỡ và kiểu dáng đều có quy chuẩn nhất định. Ông ấy chỉ làm theo thôi. Được, ta biết rồi. Ngày mai mời cậu người tới đây, ta sẽ đích thân hỏi ông ấy. Nhưng Cục trưởng Phùng, đối với tôi mà nói, đó chỉ là một vụ làm ăn bình thường thôi. Những chuyện khác tôi không biết gì hết. Không biết gì hết. Tôi nghi ngờ việc làm ăn của ông có dính líu đến một vụ án lớn gần đây. Lúc đến đây ông cũng nhìn thấy rồi đó. Bao nhiêu cha mẹ có con bị mất tích đều đang chờ chực ngoài cổng kia. Ai nấy trong lòng đều nóng như lửa đốt, lão Đường à. Tốt nhất ông hãy thành thật khai báo, đừng có gạt tôi. Mã già, ngài yên tâm. Những chuyện Phùng Gia Thụy hỏi hôm nay, tôi đều không nói gì cả. Giỏi lắm Phùng Gia Thụy. Vậy mà lại dám nghi ngờ cả ta. Ta thấy là ngươi ăn gan hùm gan báo, dám động thổ trên đầu Thái Tuế rồi. Được, ta biết rồi. Lão Đường, lần này ông làm rất tốt. Sao vậy? Mã gia, tôi chỉ là một người làm ăn an phận thủ thường. Cái gì không nên hỏi, tôi tuyệt đối không hỏi. Tôi cũng chẳng cầu đại phú đại quý. Tôi muốn sống một cuộc sống bình an. Ngài biết đấy, quân Nhật đã sát hại vô số người Trung Quốc. Dân chúng căm hận bọn chúng đến thấu xương. Gan của tôi nhỏ, ngài ép tôi làm hội trưởng thương hội, tôi chấp nhận. Nhưng sau này tôi không muốn dính dáng với người Nhật nữa. Nếu như người Nhật lại có việc gì tiếp, thì về sau ngài đừng lôi tôi vào cuộc nữa được không? Lão Đường à, ông đang nói gì vậy? Ta hiểu ý của ông. Ta đảm bảo với ông, vụ làm ăn quần áo trẻ em này không liên quan tí gì đến người Nhật cả.
Chúng ta quen biết nhau bao nhiêu năm rồi, ông còn không hiểu ta sao? Chỉ cần là chuyện ông không muốn làm thì từ trước đến nay ta đều chưa từng ép buộc ông, phải không? Được, từ nay về sau, chuyện gì có dính dáng đến người Nhật, ta tuyệt đối sẽ không để ông dây vào. Cảm ơn Mã Gia. Cảm ơn Mã Gia. Vậy tôi cáo từ. Xem ra những ngày qua chúng ta phí công vô ích rồi. Chẳng những không điều tra được chút manh mối nào, mà bây giờ còn có cả lừa bán con nít. Phải làm sao mới được đây? Đối phương nhất định đã lên kế hoạch chu toàn. Chúng ta bây giờ như con ruồi mất đầu, cứ điều tra khắp nơi không phương hướng, không phải là cách. Đúng vậy, nghe đến Phùng Gia Thụy cũng chẳng có manh mối nào với vụ án này. Vậy phải làm sao đây? Chúng ta cũng không thể trơ mắt nhìn bọn trẻ bị bắt cóc được. Ông nội, ông yên tâm, chúng con sẽ tiếp tục điều tra, cho đến khi tìm được bọn trẻ thì thôi. Không hay rồi, có chuyện gì? Cậu nhấp căm Tiểu Thuận Tử của chúng ta bị bắt đi rồi. Gì cơ? Sao lại bị bắt đi? Nghe nói là đang thăm dò tình hình ở bên ngoài nhà họ Mã thì bị người Nhật phát hiện tại trận. Họ nghi ngờ Tiểu Thuận Tử mưu đồ bất chính, liền đưa đến Bộ Tư lệnh quân Nhật rồi. Bị người Nhật bắt đi ư? Chuyện này rất kỳ lạ. Bất kể thế nào, chúng ta cũng phải nghĩ cách mau chóng cứu cô bé ra rồi nói. Nếu thực sự hết cách, ta sẽ đến gặp Asamoto xin hắn thả người. Cùng lắm thì liều cái mạng già này. Ông nội, ông tuyệt đối đừng kích động, nhất định sẽ có cách giải quyết thôi. Tiểu Thuận Tử là do chúng ta cử đi thám thính tình hình. Bây giờ thằng bé xảy ra chuyện, cho dù liều cái mạng già này, ta cũng phải cứu nó ra. Để con đi cho. Cô, sao lại tới đây? Xảy ra chuyện lớn như vậy mà mọi người giấu ta. Ta ở ngoài cửa đã nghe thấy hết rồi. Muội vừa mới khỏi bệnh, cơ thể còn chưa linh hoạt hẳn. Chuyện này muội đừng quan tâm, để bọn ta giải quyết. Không phải lo, sức khỏe của muội muội tự biết. Chuyện lớn như vậy, nếu muội không nhúng tay vào, cứ để mặc các huynh đệ kho bãi Hàng Bắc hy sinh tính mạng, thì muội còn mặt mũi nào tiếp tục ở đây nữa? Muội phải cứu người bằng mọi giá. Chị, về rồi à? Vụ án mà chị báo em điều tra bây giờ đã có manh mối rồi. Thật à? Mã Bu đã đặt một lô quần áo trẻ em, bảo người ta mang đến phủ của hắn. Em thấy chuyện này rất đáng ngờ, có khả năng cao là liên quan đến vụ mất tích trẻ em. Nếu như em nói là Mã Bu đã bắt cóc những đứa trẻ đó, thì hắn có thể giấu bọn trẻ ở đâu được chứ? Có lẽ là giấu trong phủ của hắn. Nghe nói Mã phủ là dinh thự lớn nhất nhì ở Thạch Môn. Vậy nếu như hắn giấu bọn trẻ ở trong phủ thì chắc là không vấn đề gì. Đúng. Nhưng bây giờ hắn đang được lòng người Nhật. Nếu tùy tiện đến phủ của hắn thì e là Gia Thụy, cứu bọn trẻ là chuyện quan trọng. Cầu xin em tìm cách thử đi mà. Dương, em hứa với chị. Em đoán chắc hắn cũng chẳng dám làm gì em đâu. Báo cáo cục trưởng, không có. Báo cáo không có. Báo cáo không có. Cục trưởng Phùng đã lục soát khắp mọi ngóc ngách rồi, không hề có bóng dáng của Đảng Cộng sản nào cả. Xem ra là ngài nghĩ nhiều quá rồi. Mã Gia, ngài vẫn còn một chỗ vẫn chưa đưa ta đi mà. Chỗ nào vậy? Sân sau nhà ngài đó. Cả Thạch Môn này đều biết Mã phủ có một sân vườn rất xa hoa. Cục trưởng Phùng, sân sau nhà tôi lộn xộn lắm, có gì đẹp đâu. Không sao, đã là truy tìm Đảng Cộng sản thì không thể bỏ qua bất kỳ một ngóc ngách nào, đúng không? Cục trưởng Phùng làm việc có trách nhiệm quá. Được, ngài đi theo tôi. Đạm Đông Cường, có. Mã phủ rất xa qua đúng không? Xa qua. Vậy thì đưa các huynh đệ đi tham quan cho mở mang tầm mắt. Tôi hiểu à. Đi theo ta. Cục trưởng Phùng, mời.
cục trưởng vùng. Sân sau không có người, cũng chẳng có đèn. Cục trưởng vùng đi đứng cẩn thận nhé. Ông chủ Mã, cảnh sát của chúng tôi đi đêm quen rồi. Ông chủ Mã, có phải là khách khí quá không? Vậy thì xin mời. Mời. Đây quả nhiên là quân viên đệ nhất thạch môn. Xa quá thật. Cục trưởng Phùng chê cười rồi. Không không không, bố cục của khu vườn này đúng là tinh xảo. Chẳng trách Mã gia tiền giàu như nước. Cục trưởng Phùng, ngài còn am hiểu cả phong thủy nữa à? Chỉ có điều lúc trước tôi mời thầy phong thủy tới xem thì ý kiến của ông ấy lại trái ngược với ngài. Ông ấy nói đất này đại hung, người ngoài nếu nán lại lâu e là sẽ gặp xui xẻo. Chỗ này không tiện ở lại lâu, nếu không phát hiện ra được gì thì tôi nghĩ chúng ta nên rút sớm thôi. Vậy sao? Ở đây không giống với ta đọc ở trong sách lắm. Nghe xem, có câu núi quản con người, nước quản tiền bạc. Nước thì ta chưa thấy, nhưng tiền của Mã gia kiếm được nào có ít đâu. Núi thì bày ở đây, mà người lại chạy đi đâu hết rồi? Không được. Xem ra quả núi này thật sự có vấn đề. Ta phải giúp Mã gia giải quyết vấn đề này mới được. Cái này thì khỏi phiền đến ngài. Đi đi. Mấy con tiểu súc sinh lại còn giễu võ dương oai ở nhà ta. Cục trưởng Phùng, xin lỗi nhé. Nhà tôi có nuôi vài con chó dữ, chuyên dùng để trấn giữ ác quỷ. Bình thường không như vậy đâu, nhưng chẳng biết hôm nay bị làm sao. Ngài thông cảm cho nhé. Cục trưởng, đều tham quan hết lượt rồi, quả thật giàu có. Vậy chỗ này thì sao? Chỗ này... Đi. Cục trưởng, ở đây có một cái động, vào trong xem đi. Rõ. Tiểu Lý, nhìn thấy chưa? Cục trưởng Phùng làm việc thận trọng như vậy chứ. Nghe đến hàng chó cũng phải điều tra, nhìn theo mà học hỏi. Dân thưa Mã gia. Cục trưởng, xem rồi, chỉ là chỗ nuôi chó thôi, không có gì để điều tra. Vậy xem ra gã đảng cộng sản này chắc là chạy sang nhà khác rồi. Vâng, chúng ta tiếp tục qua tham quan nhà khác thôi. Tham quan tham quan. Mã gia, xin lỗi nhé, hôm nay đã làm phiền rồi. Cục trưởng Phùng, không cần khách sáo, ngài đi thông thả nha. Các huynh đệ, rút đi. Mã gia, may mà hôm nay chúng ta đã giao bọn trẻ cho người Nhật rồi. Nếu như bị tên tiểu tử Phùng Gia Thụy này phát hiện thì lại rách việc. Ta sớm muộn sẽ cho hắn biết kết cục của việc đắc tội với ta. Đi thôi. Báo cáo, Yến Dương Xuân đã đến. Mời. Rõ. Đại tá Asamoto, bà chủ Yến, tìm ta có việc gì? Đại tá Asamoto, hôm trước ở Mã Phủ, có phải ngài đã bắt một cậu bé câm không? Đúng là có chuyện này. Lúc đó, nó lén lén lút lút thập thò ở đầu tường, dường như muốn làm gì đó bất lợi cho hoàng quân bọn ta. Thú thực với ngài, cậu bé ấy là người làm thuê ở kho bãi Hàng Bắc. Tuổi còn nhỏ, vừa đến Thạch Môn, cậu ấy đã nghe nói Mã Phủ được mệnh danh là dinh thự đệ nhất Thạch Môn, nên tò mò trèo lên tường ngắm nghía. Kết quả lại bị hoàng quân hiểu lầm. Đại tá Samoto, xin ngài hãy tin tôi, thuộc hạ của tôi ai nấy đều ủng hộ hoàng quân, sao có thể mưu đồ bất chính của hoàng quân được.
Lời cô nói đều là thật sao? Tôi xin lấy tính mạng của mình ra đảm bảo. Cha nuôi, cậu ấy nói gì vậy? Cậu bé nói với ta, vừa từ rạp hát ra, nó liền bám theo Mã Bưu và người Nhật đến Mã Phủ. Nó tận mắt thấy Mã Bưu và người Nhật đi vào trong ngọn núi giả. Một lát sau, lại từ trong núi giả đó bước ra. Bọn họ vào núi giả làm gì? Trong này chắc chắn có vấn đề. Chuyện mất tích trẻ em đó liệu có liên quan đến bọn họ không? Nhưng Mã Bưu giàu có như vậy, việc gì phải làm cái trò buôn bán trẻ em? Có thể Mã Bưu cũng chỉ là tay sai. Chủ mưu thực sự đứng sau là người khác. Xem bên đó có tin tức gì không? Bất kể thế nào cũng phải điều tra đến cùng, cứu bọn trẻ ra. Nếu Mã Bưu không phải chủ mưu thì chủ mưu thực sự đứng sau rất có khả năng chính là người Nhật Bản. Thế này đi, bây giờ mọi người tiếp tục đi nghe ngóng. Được bất kỳ tin tức nào chúng ta sẽ quay về tập trung. Trượng Như Đăng Đăng, hai đứa ở lại. Đồng Nhiên Ca, cha nuôi, hai người đi trước đi. Được, đi nào. Trượng Nhi, con xem có thể xin ý kiến tổ chức của các con, xem bên phía họ có tin tức gì không. Vâng, giờ con sẽ đi xin ý kiến. Đăng Đăng, chúng ta đi. Dạ. Thiếu tá Shikawa, biết ngày xưa nay thích mỹ nữ, hôm nay đặc biệt đưa đến đây hai vị để tiếp ngài. Không cần, ra ngoài đi. Thiếu tá Shikawa, đây là Bù Tang, vô công không hưởng lộc. Ngươi gọi ta tới đây rốt cuộc có chuyện gì? Thiếu tá Shikawa, coi ngài nói kìa. Hôm nay đến đây là để báo cáo tình hình với ngài. Tình hình gì? Mã Mỗ một lòng trung thành tận tụy, hoàn thành nhiệm vụ cho hoàng quân. Thế nhưng Phùng Gia Thụy toàn mượn cớ điều tra để gây khó dễ cản trở. Tôi chỉ lo sẽ bất lợi cho kế hoạch của hoàng quân. Vậy thì kệ hắn đi, ngươi tự chú ý chút là được. Dạ, tôi vẫn luôn hết sức cẩn thận, không để lộ ra chút tin tức nào. Còn chuyện gì khác không? Không có. Hôm nay vốn là mời thiếu tá Shikawa tới Phong Hoa Tuyết Nguyệt, nhưng nào ngờ hai vị vừa nãy, cái loại hàng này ấy hả? Thiếu tá Shikawa, không giấu gì ngài, hiệu tơ lụa Đường Gia có một cô con gái, thân hình mặt mũi phải thuộc dạng hàng thượng đẳng. Chỉ tiếc cô gái này trốn trong khuê phòng, không chịu ra ngoài. Thiếu tá, ngài xem. Vậy sao? Vậy nhờ Mã Bưu tiên sinh đưa ta đi thăm nàng. Dạ. Thiếu tá Shikawa, đây chính là hiệu tơ lụa Đường Gia. Ông chủ đường vẫn luôn một lòng trung thành với hoàng quân. Ông ấy còn từng nói, chỉ cần là yêu cầu của hoàng quân đưa ra, cả nhà ông ấy đều sẽ dốc hết sức để đáp ứng. Ngươi và ông chủ đường đều có lòng trung thành. Dạ. Chúng ta mau vào trong thăm Đường tiểu thư đi. Thiếu tá Shikawa, tôi còn có việc, xin phép đi trước.
không làm phiền ngài nữa. Mời. Đi. Đừng sợ, cứu thế giới. Buông tôi ra. Buông tôi ra. Buông ra. Buông tôi ra. Súc sinh, buông ra. Buông tôi ra. Cục trưởng, ông chủ Mã tìm ngài. Mã gia, ngài tìm tôi à? Có việc gì ngài cứ ho một tiếng, ta tới tìm ngài là xong mà. Cục trưởng Phùng, ngài đừng khách sáo nữa. Ngài là cục trưởng, công việc bộn bề, vẫn nên để tôi tới tìm ngài thì hợp lý hơn. Đúng rồi, ban nãy tôi gặp thiếu tá Sugawa ở hiệu tơ lụa Đường Gia, đột nhiên nổi cơn tam bành, nó muốn tìm ngài hỏi chuyện. Mau đi đi. Hỏi chuyện? Đúng vậy. Ngài còn không tin lời tôi nói sao? Đông Cường, cậu trông nom trong cục một lát, đợi ta về. Vâng. Thái Quân, tôi cầu xin ngài hãy tha cho con gái tôi đi. Súc sinh, ta phải giết ngươi. Buông tôi ra, mau thả con gái tôi ra. Thái Quân, tôi cầu xin ngài thả con gái tôi ra đi. Phùng Tang, sao ngươi lại tới đây? Đường tiểu thư, cô không muốn sống nữa hả? Ta cho cô tội nguyện, cầu xin ngài mà. Phùng Tang, giết cô ta đi. Đám tiểu quỷ tử các người sớm muộn sẽ chết không yên lành. Cho dù biến thành ma ta cũng sẽ không tha cho các người đâu. Xin thả con gái tôi ra. Phùng Tang, ta đang ra lệnh cho người đấy. Tôi cầu xin ngài hãy tha cho con gái tôi đi. Giết cô ta đi. Xem ra cần ta phải giúp ngươi đưa ra lựa chọn rồi. Tha cho con gái tôi. Mẹ, thả mẹ tôi ra. Phùng Tang, nếu ngươi nổ súng, Đường tiểu thư sẽ chết. Nếu ngươi không nổ súng, cả hai người họ đều sẽ chết. Ngươi chỉ có thời gian 5 giây để suy nghĩ. Mau đưa ra lựa chọn đi. Năm. Mẹ. Bốn. Ba. Đừng mà. Mẹ. Hai. Mẹ. Một. Đừng mà. Phùng Tang, giết một người mà cũng do dự như vậy, ngươi làm ta thất vọng quá. Các binh sĩ, sự hèn nhát của Phùng Tang đã cho các ngươi một cơ hội. Bây giờ mỗi người các ngươi đều có thể tận hưởng cô gái này. Rõ, rõ. Cầu xin ngài, đừng mà. Thả tôi ra. Buông ra. Buông tôi ra. Buông tôi ra. Đừng mà. Đừng. Đừng mà.
Phùng Tang, bây giờ có cảm thấy giết người cũng không khó khăn đến vậy không? Đây là một khởi đầu tốt. Chúc mừng ngươi trở thành một dũng sĩ thực thụ. Đừng làm ta thất vọng. Giải tán. Con của tôi, con của tôi, trả lại con cho tôi. Sao vậy? Kinh Kinh, Kinh Kinh, chuyện gì thế này? Bạn nãy một đám người Nhật kéo đến làm nhục Kinh Kinh. Kinh Kinh liều mạng với chúng thì tên cẩu Nhật Phùng đáng chết đã giết nó rồi. Đều là Phùng đáng chết dẫn dụ người Nhật tới đây. Con gái của ta, ta phải sống làm sao đây? Tiểu Nhật Bản, Phùng đáng chết, ta liều mạng với các ngươi. Chúc mừng, ngươi trở thành một dũng sĩ thật thụ. Tiểu Nhật Bản, Phùng đáng chết, đừng. Phùng Tang, nãy ngươi vừa nói gì? Thái quân, ông ấy là hội trưởng thân Nhật. Ngài giết ông ấy như vậy có ổn không? Có gì mà ổn với không ổn? Ông ta chỉ là một con chó của hoàng quân. Khi ông ta nhe răng với chủ nhân của mình thì giết, nuôi con chó khác là được. Ngươi là bạn của hoàng quân Nhật Bản, đừng làm ta thất vọng. Khốn kiếp, gã họ Đường đó ít nhiều cũng liên quan đến hành động của chúng ta. Ngươi lại đi cưỡng hiếp con gái của ông ta, rồi còn giết ông ta nữa. Đúng là gây thêm phiền toái, tự tìm lấy rắc rối. Phiền toái gì đâu, chẳng qua chỉ là một hội trưởng thương hội nhỏ nhoi thôi mà. Giết rồi thì có sao? Thương nhân Trung Quốc nhiều như vậy đều xếp hàng mong được phục vụ chúng ta. Cùng lắm thì chúng ta lập một người khác làm hội trưởng thương hội là được. Là ngươi vô cớ gây rối đấy. Ngươi làm như vậy, ai còn dám hợp tác với Nhật Bản chúng ta nữa? Nếu ngươi cứ tiếp tục như vậy, ta sẽ nói những chuyện này với cha của ngươi, để mấy cho người đưa ngươi về nước.